Và chia tay với Thu Hà, chúng ta lại gặp gỡ một tình cảm nữa cùng là một người em, đó là em Thanh Hiền. Xin được trân trọng kính mời tình cảm của Thanh Hiền trở lại sân khấu để tiếp tục với những tình cảm, những ca khúc của mình trong buổi trưa hôm nay. Xin trân trọng kính mời tình cảm của Thanh Hiền. Hôm nay là ngày vui của hai anh chị. Em xin chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc. Và sau đây em xin gửi đến toàn thể hôn trường một ca khúc mang tiêu đề Dù Thế Nào Anh Vẫn Yêu Em ạ. Muốn ôm em vào lòng, đặt lên môi đủ hôn thân tiên, để thấy ta đã có nhau. Dù cho thế gian bao đổi thay, đôi lúc con tim anh ngừng đập là khi có em trong vòng tay. Hạnh phúc xin thôi không cánh xa, vậy tình ơi đắm say em và anh. Dù thế giới có ai tan tới ai, thì tình đôi ta vẫn mãi luôn nguyên vẹn. Dù thế giới có vẫn đôi sao trời, thì tình anh vẫn trao em mà thôi. Người yêu ơi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi bên em đã có anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Còn thêm được cho đây trẻ mới cả một tay được nha. Muốn ôm em vào lòng, đặt lên môi đủ hôn thân tiên, để thấy ta đã có nhau. Dù cho thế gian bao đổi thay, đôi lúc con tim anh rung động là khi có em trong vòng tay. Hạnh phúc xin thôi không cánh xa, vậy tình ơi đắm say em và anh. Thế giới có ai tan dối ai, thì tình đôi ta vẫn mãi luôn nguyên vẹn. Dù thế giới có vẫn đôi sao trời, thì tình anh vẫn trao em mà thôi. Lời yêu anh xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi bên em đã có anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Dẫu cho còn nhiều nỗi trái ngang, nhưng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, bởi vì anh yêu em.